thú vị với các bạn. Từ Ninh Bình vào Trà Vinh cho gia nặng lãi, Cao Văn Thắng 30 tuổi, chỗ ở hiện nay khóm 3 thị trấn Cầu Quan, quyền Tiểu Cần, vừa bị công an huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng 6 2023 đến tháng 1 2024, Cao Văn Thắng đã cho 10 người dân vay tiền nhiều lần, số tiền từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng, với lãi suất từ 283% đến 365% một năm, thu lợi bất chính số tiền trên 150 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trà Cú tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý Cao Văn Thắng theo quy định của pháp luật.